Vâng, xin chào bà con. Thì cũng đã lâu rồi thì chúng ta mới gặp lại nha. Thì do một phần là công việc đó bà con. Thì hiện tại thì những cụ trái trước thì ổn định rồi. Hôm nay cũng ít video chia sẻ bà con á, chỉ về những clip ngắn mà đăng bên TikTok thôi. Để cho bà con xem thôi. Thì hiện tại tới thời gian á, thì hôm nay rảnh thì mới có thời gian mà cập nhật một xíu về sầu riêng cho con xem lại ha. Như sầu riêng mà con thấy á, thì hiện tại đây là cái sầu riêng đi sáo nha con. Thì cuối tháng âm lịch này thì bà bắt đầu nhà vườn bắt đầu cho cắt ha, cắt giai đầu tiên rồi. Thì hiện tại là cái này sầu riêng sáo. Còn như là bên đây ha, bên đây là sau lưng mình đây là cái sầu riêng mỏng. Thì hiện tại cái trái sầu riêng này á, thì nó đã bự rồi bà con ha, trái này cũng tầm gần hơn 3 kg rồi. Đây là sầu riêng mỏng thon nha bà con. Thì mỏng thon này hiện tại cũng đã 70 mấy ngày ha bà con. Còn sau lưng chúng ta đi sáo thì cũng đã hơn 70 ngày rồi. Thì bắt đầu nhà vườn đã đi được một cửa phân 3 số 16 rồi. Hiện tại cho bắt đầu tiếp sau đây thì sẽ cho nhà vườn bắt đầu bón phân Nabika 12, 12, 17 dòng Nabika cali cao để cho cái trái sầu riêng nó lên cơm đẹp các bà con. Còn hiện tại còn những cái trái măng thon này hiện tại thì bà con cũng biết á, thì trái măng thon thì tầm khoảng 60 ngày cho nên thì nó mới đầu lớn nhanh các bà con. Vâng, xin chào bà con. Thì hôm nay có một số bà con thì bị tình trạng là nó cái sầu riêng chúng ta nó bị rụng trái nhiều tầm khoảng 10 ngày trở lại đây. Do một phần là tiết nó nắng gắt là gắt, đâm ra một số cái sầu riêng của ta, một số cái vườn sầu riêng mà cái dàn lá nó bị cái lá cháy nhiều á, thì bắt đầu nó sẽ hơi xuống lá chút xíu, bắt đầu nó hai lá đó bà con. Cộng thêm cái thời điểm này á là cái cây sầu riêng của chúng ta nó đang có hiện tượng là nó đọt rất là mạnh, hiện tại tiết đọt rất là mạnh á, thì một số nhà vườn chúng ta chặn đọt nhiều nữa, cộng thêm thời tiết nắng gắt này nè, thì cái cây sầu riêng chúng ta bắt đầu nó bị như là muốn mới chết nha bà con, nó sẽ xảy ra hiện tượng là rụng trái nhiều và nó hiện kèm theo là cái hiện tượng rụng lá. Thì sẵn vấn đề hôm nay thì cũng sẽ chia sẻ con cái khắc phục ha, chúng ta sẽ phun cái gì nè, chúng ta sẽ tưới gì dưới gốc cho cái sầu riêng chúng ta nó lấy cái sức trở lại, để cho nó giảm hiện tượng rụng trái nè. Đặc biệt là cái trái hiện tại thì bà con một số nhà vườn thấy, đặc biệt là sầu riêng Thái đó, từ hiện trái từ 50 mấy đến 60 ngày hiện tại thì bắt đầu nó sựng lại, nó không có lớn nhanh nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ chia về sẻ vấn đề là chúng ta làm sao mà nó giảm rụng lá nè, nó mang lại sức, nó nuôi cái trái sầu riêng của ta ha, và nó giảm rụng trái nha con, và giúp cái trái sầu riêng của ta nó lớn nhanh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói cái vấn đề chúng ta đi phân trước các bà con. Thì do thời điểm này thì bắt đầu cái đoạn này thì một số nhà vườn sau số nhị thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu rải phân trước, hoặc là một số nhà vườn thì có một số nhà lá yếu thì chúng ta sẽ tưới những hồng xô nuôi trái. Nhưng mà hiện tại bà con lưu ý á, là cái thời điểm hiện tại là cái thời tiết nó nắng rất là gắt, thì chúng ta sẽ ưu tiên những dòng tưới, thứ nhất là để cây sầu riêng chúng ta nó hấp thụ được mau nè, nó nuôi trái được tốt nha bà con. Thì con thấy là thời điểm hiện tại thì nắng rất là gắt, nếu chúng ta tưới đủ nước á, cho dù bà con để ý là thời điểm hiện tại có những nhà vườn á, chúng ta tưới nước mỗi ngày luôn, ta tưới nước thậm chí là dập nước rất là mạnh, nhưng mà cái sầu riêng mà con để ý á, là thời tiết này nó nắng rất là gắt, đặc biệt là từ qua lúc 12 giờ đến lúc 3 giờ chiều nó là nắng rất là đỉnh luôn mà con, nó nắng rất là gắt. Và cây sầu riêng chúng ta cho dù tưới nước thì bà con thấy là nếu mà cây sầu riêng nó hơi tơ thì bà con thấy thì dàn lá nó cũng sẽ hơi xào ha bà con. Bắt buộc thì chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng cho cái cây sầu riêng. Có một số mà nhà vườn thì chúng ta sẽ lựa chọn giải pháp đó, là chúng ta sẽ bón hữu cơ, chúng ta dùng những sử dụng những cái dòng hữu cơ nhập khẩu dạng tưới để chúng ta tưới cho cây sầu riêng, để cây sầu riêng ta nó nhanh lại sức nha, nuôi trái được tốt, giảm rụng nha bà con. Và để làm sao mà cây sầu riêng chúng ta nó giảm rụng lá trong thời tiết mà nó nắng gắt như thế này, nó giảm rụng lá nè, giảm rụng trái nè. Thì bà con đặc biệt là bà con để ý là những cái nhà vườn nào mà chúng ta cái trái sầu riêng chúng ta nó giai đoạn mà khoảng lúc đầu video mình muốn nói đó, thì khoảng 50 ngày trở lên nè, hiện tại là một số nhà vườn bắt đầu thúc á, thì bắt đầu thấy là cái trái sầu riêng chúng ta nó, đặc biệt là sầu riêng Thái nè bà con, nó sẽ hơi chậm lớn lại, nó hơi sững nha bà con, và bắt đầu khoảng khoảng 10 từ đây đến 10 trở lại 10 ngày trước á, thì nó xảy ra hiện tượng là nó rụng nhiều ha, và nào cây sầu riêng ta nó cũng rụng lá nhiều nữa do là thời tiết nè, thì bắt đầu nắng gắt thì cái cây sầu riêng ta nó, nếu chúng ta cung cấp thiếu dinh dưỡng nè, và cây sầu riêng chúng ta nó lại mang trái nhiều, và đặc biệt á là cây sầu riêng ta hiện tại là con thấy là cái tiết đọt nó mạnh đó, bà con mình chặn đọt nhiều thì chắc chắn hàng lá chúng ta nó sẽ xuống. Thì cộng thêm cái thời tiết nắng gắt như thế này á, thì bắt đầu thì cái cây sầu riêng chúng ta nó sẽ rụng lá nhiều, nó mang theo là gì, nó rụng trái nha, nó đã bị đủ sức rồi bà con. Thì hiện tại thì những nhà vườn mà
mà đã bị cái hiện tượng là nó cháy nó chậm lớn nè, hoặc là một số vườn đặc biệt á là nó bị rụng lá rụng trái hiện tại á, thì mình sẽ đầu tiên á chúng mình sẽ cho tưới canh thiết bò tót này ha bà con. Thì canh thiết bò tót này thì nó nhập khẩu từ Tây Ban Nha, nó chứa hàm lượng là hữu cơ cao nha bà con. Thì trong biệt trong cái canh bò tót này thì nó bổ sung thêm cái amino acid và cái fluid này ha. Thì hai cái chất này á thì bà con cũng nghe nhiều rồi. Thì amino acid á, thì là cái làm hữu cơ, thì những cái nước cây sầu riêng chúng ta nó hấp thụ mau nè, giúp cái trái chúng ta lớn nhanh ha, cái cây sầu riêng chúng ta nó sẽ bắt nhanh hơn. Còn cái fluid acid thì nó con cũng biết rồi, nó là những phân tử siêu nhỏ, nó nhỏ hơn cả cái acid fumic đó bà con. Thì khi chúng ta tưới xuống á, cây rễ sầu riêng chúng ta nó sẽ ăn mau hơn, tại là nó là những phân tử nó sẽ rất là nhỏ bà con. Và con tưới vô á thì cây sầu riêng chúng ta hấp thụ mau, nó kích thích cái thằng lá rễ sầu riêng chúng ta nó phát triển trở lại nha bà con. Tại vì nói chung trái sầu riêng chúng ta hiện tại nắng như thế này á, thì cái bộ rễ bà phần nào nó cũng đang bị tổn thương mà con, đặc biệt là những cái sầu riêng chúng ta mang trái hiện tại á mà nó bị cháy lá, thì chúng ta càng bổ sung thêm cái fluid vô á thì nó cũng sẽ rất là tốt nha bà con. Đặc biệt thêm một cái nữa đó là trong cái show này á, trong cái canh thiết này á, nó bổ sung thêm cái rong biển nha bà con. Thì bà con biết rồi, thì cái rong biển á thì khi chúng ta tưới xuống rễ hoặc là chúng ta phun lên cây giai đoạn trái rồi lá đó bà con, thì nó sẽ giúp cái mát cây sầu riêng chúng ta hơn và giúp cây sầu riêng chúng ta nó xanh hơn. Đặc biệt á, trong đây á thì nó vẫn có bổ sung thêm cái một số hóc môn thực vật nha bà con. Khi chúng ta tưới xuống rễ á thì khi mà cây sầu riêng chúng ta hấp thụ á thì nó sẽ giúp cái quá trình nó giảm cũng quá trình cũng trái nè và cũng lá, nó sẽ giảm lại rất là nhiều nha bà con. Và nó sẽ giảm cái cây sầu riêng chúng ta ra, nó sẽ giảm cũng trái cũng lá hơn, và cây sầu riêng chúng ta cái màu lá những cái lá già thì nó cũng sẽ xanh hơn lại nha bà con. Tại vì cái hóc môn auxin này á thì khi chúng ta tưới á, hoặc là chúng ta phun á thì nó sẽ giảm chết cho cây sầu riêng chúng ta nữa. Và khi chúng ta tưới vô, khi mà chúng ta phun hoặc là tưới á những cái thuốc mà có chứa thành phần auxin này á, thì nó cũng sẽ giảm tình trạng mà cũng lá cũng trái rất là hay ha, đặc biệt là giai đoạn nắng nóng hiện tại nha bà con. Thì nó sẽ kích cái lá chúng ta nó xanh dậy hơn, và nó sẽ cũng sẽ góp phần làm trong quá trình mà nó giảm cũng trái và giảm cũng lá rất là hay nha bà con. Thì trung bình á thì một canh thiết 5 lít như thế này á thì bà con có thể pha cho từ 2.000 đến 2.500 lít nước. Thì những cái đối với vườn mà nó bị cháy lá nè mà nó rụng lá nhiều như thời điểm hiện tại á, thì bắt đầu cái gái bà con thấy là nó rụng lai gai đó, thì chắc chắn là những cái cây đó nó sẽ rụng trái hơi nhiều, đặc biệt là ở sầu riêng thái nha con. Thì đa số hiện tại mình gặp những vườn đó là sẽ xảy ra hiện tượng là ở sầu riêng thái nhiều, còn ri thì ít hơn. Cho nên là bà con thấy là chúng ta bổ sung vào á thì nó sẽ giảm cái hiện tượng lại, chúng ta tưới xuống cây sầu riêng nó hấp thụ rồi á, giảm hiện tượng rụng lá lại, nó giảm hiện tượng rụng trái lại, và nó làm cái dàn lá đang nuôi trái ta nó xanh hơn nha bà con. Cái trái sầu riêng chúng ta nó cũng sẽ phát triển trở lại nha bà con, và nó cũng sẽ kích thích làm cái trái chúng ta nó lớn nhanh hơn. Tại con thấy hiện tại là một số bà con, hiện tại mình cho một số nhà vườn thúc rất là sớm bà con, khoảng 50 ngày đối với sầu riêng thái và hơn 40 ngày đối với riêng ghi sáo rồi. Tại vì mình hiện tại mình thấy một số vườn thúc hơi trễ hơn thì bắt đầu nó sẽ có hiện tượng nó chậm lớn lại nha bà con, tại vì tiếng nắng rắc nè và cộng thêm cái tiết đọt nữa, thì bắt buộc cây sầu riêng chúng ta nó sẽ trái chậm lớn nha, bắt buộc chúng ta phải thúc. Và chúng ta có thể sử dụng cái sơ bò tót này chúng ta tưới nha bà con. Thì trung bình cái sơ bò tót này á thì như cây mang trái là khoảng 4-5 năm như trên màn hình cho bà con á, thì một sức can này là tưới cho 50 gốc các bà con. Thì trung bình một can 5 lít này á, canh thiết này á thì pha cho từ 2.000 đến 2.500 lít nước ha, là vừa đủ các bà con, chúng ta cũng không cần thêm gì cả. Thì chúng ta nói cái vấn đề ở dưới gốc xong rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói vấn đề phun cái gì trên trái và trên lá để giúp trái sầu riêng chúng ta nó lớn nhanh trở lại nha, nó bị vàng rai và nó giảm mụng lá nha bà con. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ phun cái thêm cái amino rong biển này ở trên cái trái. Rong biển này thì nó được chiết xuất rong biển cho nên là sẽ chứa hàm lượng amino acid rất là cao. Thì khi mà chúng ta phun á thì bà con cũng biết rồi, thì cây khi mà chúng ta phun lên cái trái và cái lá thì nó sẽ hấp thụ rất là mau. Thì ở giai đoạn này chúng ta cái khi mà cái trái sầu riêng chúng ta nó chậm lớn nè và nó bị rụng nè, thì chúng ta sẽ phun thêm cái amino rong biển này vào. Nhất là cái hàm lượng rong biển nó sẽ làm mát cái trái sầu riêng chúng ta nè, nó tăng làm cái độ dẻo dai cái cuốn nè, và nó sẽ làm cái trái sầu riêng chúng ta nó giảm rụng cũng rất là tốt, và nó sẽ làm cái trái sầu riêng chúng ta nó lớn trở lại nha bà con, lớn nhanh trở lại. Và kết hợp thêm cái amino rong biển này thì có thể là, thì thông thường ở giai đoạn nếu mà một số vườn cũng nhiều thì cửa hàng mình á thì sẽ bổ sung thêm cái canxi. Canxi này được nhập khẩu từ Pháp hay bà con, thì chứa hàm lượng canxi là 12%, và đặc biệt á thì nó cũng chứa thêm là cái amino acid hay bà con. Thì khi mà chúng ta kết hợp với cái amino rong biển á thì nó sẽ giúp trái sầu riêng chúng ta giảm rụng nè, lớn trái nhanh,
Thì khi mà chúng ta phun với kết hợp với cái amino này á thì nó cũng sẽ giúp trái sầu riêng chúng ta lớn nhanh nè, giảm rụng, giảm sốc các em con, và nó sao và đặc biệt nó cũng sẽ đối với di sản thì nó cũng sẽ giảm hiện tượng nứt ra rất là nhiều. Và con cũng biết á, thì đối với một số vườn có dạng lá yếu á, thì chắc chắn cái trái sầu riêng chúng ta nó sẽ dễ bị vàng gai đỏ rai. Thì do đó khi mà chúng ta phun kết hợp với canxi nhập của Pháp nè và cái amino á đồng biển á thì chúng ta sẽ không thể thiếu, đó là cái vi lượng. Thì mình ở đây á, thì mình sẽ cho nhà vườn bổ sung thêm á, là cái multi-rốp. Thì đây con multi-rốp này thì nó dòng vi lượng nhập khẩu từ Pháp nha con, nó dạng SC. Thì nó sẽ bổ sung thêm hàm đặc biệt á, là cái hàm lượng magie, cái kẽm và cái đồng nữa nha con. Thì chúng ta phun kết hợp với cái canxi và cái amino này á, thì nó cũng sẽ giúp trái sầu riêng chúng ta nó xanh rai hơn, giảm hiện tượng nước cuốn nước gai mất là hay nha bà con. Thì đặc biệt á, nếu mà ở giai đoạn mà một số trái mà từ đối với sáo khoảng hơn 40 ngày và đối thái tầm khoảng hơn 50 ngày á, thì mình sẽ cho phun cả mặt lá trong của em con, sẽ phun trái và cả mặt lá trong, để khi mà ở dưới chúng ta tưới cái canh thiết vào tót rồi á, thì ở ở trên lá và trái á, thì chúng ta bổ sung thêm cái vào này, thì nó cũng sẽ giúp cái cây sầu riêng ta nó giảm rụng nè. Một bộ như vậy á thì mình sẽ cho nhà vườn phun là 400 lít nước. Thì đối với một số nhà vườn rụng á bà con, chỉ phun vòng tầm khoảng một đêm thôi thì sáng nó sẽ giảm rụng rồi em con, và nó càng ngày nó sẽ giảm rụng nhiều hơn ha, nó sẽ khắc phục được cũng rất là hay và là hiệu quả nó cũng rất là tốt em con. Thì cái bộ này bà con thể kết hợp phối hợp với sâu rầy được bình thường ha, không có sao cả nha bà con. Thì trung bình bộ vậy chúng ta phun cho 400 lít nước. Đối với cái lớn á, thì chúng ta sẽ phun vào trái và cả mặt lá trong luôn ha bà con, để giảm hiện tượng rụng này. Bộ này chúng ta có thể phun được ở cái giai đoạn mà trái non sau sáu nhị luôn ha bà con, rất là tốt ha, không có sao cả. Và rồi thì chắc cũng sẽ kết thúc cho video ở đây. Hẹn gặp cùng người sau.